Kính thưa quý vị và các bạn, trang nông nghiệp tuần này sẽ có những nội dung đáng chú ý sau: đảm bảo an toàn thực phẩm trong chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản, đẩy mạnh phòng chống dịch bệnh trên gia súc ở địa phương vùng biên giới. Trước hết, mời bà con và các bạn theo dõi trang tin. Vừa qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tham gia hội nghị trực tuyến Kiểm ngư Việt Nam 10 năm đồng hành cùng ngư dân, thực thi pháp luật bảo vệ nguồn lợi thủy sản chống khai thác IUU vì một ngành thủy sản xanh và phát triển bền vững. Hiện cả nước có 24 trên 28 tỉnh, thành phố ven biển hình thành tổ chức kiểm ngư, trong đó có tỉnh Quảng Trị. Trong thời gian qua, lực lượng kiểm ngư cũng đã theo dõi, quản lý chặt chẽ tàu cá hoạt động trên biển qua hệ thống giám sát hành trình, từng bước giảm dần các hành vi vi phạm khai thác IUU. Bên cạnh đó, lực lượng kiểm ngư đã phối hợp cứu hộ cứu nạn hàng trăm tàu cá gặp nạn, cứu vớt hàng nghìn ngư dân trên biển. Đặc biệt, lực lượng kiểm ngư đã kịp thời có mặt tại thực địa, phối hợp với các lực lượng khác tuyên truyền đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam và thực thi pháp luật trên biển. Trong thời gian tới, Cục Kiểm ngư đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển lực lượng kiểm ngư chính quy, tinh nhuệ, hiện đại để đảm bảo thực thi nhiệm vụ theo yêu cầu được Đảng và Nhà nước giao, đảm bảo công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, đồng hành cùng ngư dân và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, quy hoạch, chương trình, đề án tăng cường hiệu quả công tác bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản, quyết tâm sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC, duy trì kết quả bền vững. Từ kết quả của chương trình cải tạo đàn bò đã được thực hiện trong những năm vừa qua, năm 2024, Trung tâm Khuyến nông tỉnh xây dựng mô hình chăn nuôi bò thịt thâm canh đảm bảo an toàn dịch bệnh, nhằm mở ra hướng đi mới về chăn nuôi bò tập trung theo quy mô trang trại an toàn sinh học. Mô hình triển khai tại thôn Thường Phước, xã Triều Thượng, huyện Triều Phong với quy mô 10 con. Bò đưa vào nuôi là giống bò chuyên thịt 3B 12 tháng tuổi, trọng lượng bình quân lúc thả nuôi là 205 kg một con. Triển khai trung bình, Trung tâm Khuyến nông dựa trên nhu cầu đăng ký của các địa phương và căn cứ theo yêu cầu về các tiêu chí lựa chọn hộ tham gia mô hình. Thực hiện mô hình, Trung tâm đã hỗ trợ 50% vật tư, hướng dẫn cho hộ các kỹ thuật trong quy trình chăn nuôi bò thịt thâm canh, vệ sinh phòng bệnh và phối trộn khẩu phần ăn phù hợp. Hiện nay đàn bò đang sinh trưởng và phát triển tốt, tăng trọng bình quân đạt 1 kg một con một ngày. Thông qua mô hình, góp phần thay đổi nhận thức của người dân trong quá trình chăn nuôi, tạo ra mô hình chăn nuôi tuần hoàn khép kín. Từ đó, nâng tỷ trọng giá trị chăn nuôi trong sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn một cách bền vững, góp phần thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp đạt hiệu quả. Năm 2024, ngành nông nghiệp tiếp tục chuyển đổi mạnh tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, khơi thông các nguồn lực cho phát triển sản xuất, chế biến gắn với chất lượng sản phẩm, bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm, góp phần tích cực giúp ngành nông nghiệp phát triển nhanh, bền vững. Trong đó, công tác đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến, nông sản, thủy sản an toàn được xem là vấn đề cốt lõi trong việc đưa sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm đến tay người tiêu dùng. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, theo thống kê có 241 cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm, nông lâm thủy sản. Đa số các cơ sở chế biến thực phẩm, nông lâm thủy sản đều có quy mô nhỏ, hộ gia đình. Nhìn chung, các cơ sở có ý thức chấp hành tốt các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trong chế biến nông lâm thủy sản. Tuy nhiên, một số đối tượng vì lợi nhuận và thiếu hiểu biết mà đã sử dụng những chất độc hại trong sản xuất, chế biến nông sản, thủy sản, tạo ra những sản phẩm không an toàn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng. Vì vậy, để đảm bảo an toàn thực phẩm, các cơ sở chế biến nông lâm thủy sản cần tuân thủ các quy định của pháp luật về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong chế biến.
Để đảm bảo an toàn thực phẩm trong chế biến các sản phẩm nông lâm thủy sản thì các cơ sở chế biến cần tuân thủ các cái quy định sau. Trước tiên thì nhà xưởng phải sạch sẽ, cách xa các nguồn gây ô nhiễm như là nhà xưởng, bệnh viện. Quy trình chế biến phải đảm bảo theo nguyên tắc một chiều, không gây ô nhiễm cho sản phẩm. Nguyên liệu chế biến là phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo các cái điều kiện về an toàn thực phẩm. Phụ gia sử dụng trong quá trình chế biến là phải đảm bảo đúng liều lượng, nồng độ và đúng theo quy định tại thông tư 24 năm 2019 của Bộ Y tế. Đối với nguồn nước sử dụng trong quá trình chế biến thì phải đảm bảo đó là nước ăn uống. Chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất là phải có khám sức khỏe định kỳ và có kiến thức về an toàn thực phẩm. Trong quá trình chế biến thì phải đảm bảo có biện pháp thu gom xử lý chất thải để đảm bảo không gây ô nhiễm cho nhà xưởng và môi trường xung quanh. Và đối với các cái cơ sở thì cần phải ghi chép các cái hồ sơ về quá trình bán mua nguyên liệu, quá trình chế biến và quá trình bán sản phẩm. Để đảm bảo an toàn thực phẩm trong chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản, ngoài việc tuân thủ các quy định pháp luật chung về điều kiện cơ sở chế biến, thì các cơ sở cần lưu ý trong việc lựa chọn nguồn nguyên liệu đảm bảo để đưa vào chế biến, sử dụng phụ gia thực phẩm có trong danh mục phụ gia được phép sử dụng theo thông tư số 24/2019 ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Bộ Y tế. Liều lượng phải sử dụng đúng theo khuyến cáo của nhà sản xuất, ghi chép truy xuất nguồn gốc trong quá trình sản xuất, chế biến nhằm đảm bảo truy xuất được nguyên nhân trong trường hợp có sự cố về an toàn thực phẩm xảy ra. Để cung cấp các sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng thì cơ sở chúng tôi đầu tiên là chọn nguồn nguyên liệu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thịt lấy từ lò mổ về thì đã được kiểm định về chất lượng an toàn thực phẩm và có dấu của thú y. Chúng tôi sử dụng về các gia vị phụ gia có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng theo được phép sử dụng vào trong thực phẩm và là sử dụng đúng liều lượng theo hướng dẫn sử dụng ghi trên bao bì. Hiện nay thì công ty những nguyên liệu nhập vào ghi chép rõ ràng, rồi nguyên liệu đầu ra ghi chép rõ ràng và những lô hàng xuất đi cho các đại lý cũng ghi chép rõ ràng để mình quản lý được cái sản phẩm của mình đưa ra thị trường có lỗi như thế nào thì mình dễ quản lý hơn. Và công ty thì đang liên kết với dân cái sản phẩm và cái nguyên liệu rất là đảm bảo nguồn gốc rõ ràng, có truy xuất nguồn gốc sản phẩm ô cóp 3 sao và 4 sao. Thực phẩm ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của con người. Do đó, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản và các cơ quan chức năng liên quan đã và đang tăng cường phổ biến chính sách pháp luật, thông tin truyền thông về chất lượng, an toàn thực phẩm, nông lâm thủy sản khi đưa vào chế biến. Chủ động thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm cơ sở, sản phẩm vi phạm quy định về chất lượng, an toàn thực phẩm trong chế biến nhằm đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Để thực hiện tốt cái tháng hành động an toàn thực phẩm và trong cái thời gian tới là chi cục sẽ hỗ trợ cho các cơ sở chế biến về khoa học kỹ thuật và hỗ trợ các cái chứng nhận tiên tiến ví dụ như hợp sáp ISO và hỗ trợ các cái công nghệ số trong cái chuyển đổi số giúp cho là người sản xuất tạo ra được những sản phẩm là có cái chất lượng hơn và giúp cho người tiêu dùng an tâm về chất lượng và cũng giúp cho cái sản phẩm có cái truy xuất nguồn gốc để mà đảm bảo cái tính là minh bạch trong cái sản xuất, sẽ thực hiện cái thông tin những cái cơ sở mà đảm bảo an toàn thực phẩm. Và đặc biệt là sẽ công khai những cơ sở mà vi phạm an toàn thực phẩm để giúp cho người tiêu dùng biết và tránh những cái sử dụng những thực phẩm không đảm bảo an toàn. Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về chất lượng an toàn thực phẩm trong lĩnh vực chế biến nông lâm thủy sản đã tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức của các tổ chức cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản, góp phần hạn chế việc sản xuất, chế biến sản phẩm nông lâm thủy sản không đảm bảo chất lượng, gây mất an toàn thực phẩm. Ngoài ra, người sản xuất, các cơ sở chế biến phải chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, cũng như người tiêu dùng phải thông thái trong việc lựa chọn sản phẩm để sử dụng.
Để triển khai thực hiện tốt công văn số 1699 ngày 10 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai một số giải pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh từ các địa phương ngoài biên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có công văn chỉ đạo các đơn vị trong ngành thực hiện tốt triển khai một số giải pháp cấp bách nhằm tăng cường thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc. Để thực hiện tốt công văn phòng chống dịch bệnh, các lực lượng chức năng và chi cục chăn nuôi và thú y tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán, giết mổ bất hợp pháp gia súc, sản phẩm gia súc theo quy định, đặc biệt là các trường hợp buôn lậu, vận chuyển trái phép gia súc, sản phẩm gia súc, giống vật nuôi và thủy sản qua biên giới vào Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Thực hiện tốt công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y theo quy định tại thông tư số 25/2016 ngày 30 tháng 6 năm 2016 và thông tư số 09 năm 2016 ngày 1 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trạm chăn nuôi và thú y các huyện, thành phố, thị xã tăng cường và nghiêm túc thực hiện việc kiểm tra lâm sàng trước khi giết mổ và kiểm dịch vận chuyển để kịp thời phát hiện gia súc, gia cầm mắc bệnh, nhằm triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, không để dịch bệnh động vật lây lan ra diện rộng. Phối hợp với các lực lượng chức năng, thanh tra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật những trường hợp vi phạm về giết mổ, buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các địa phương triển khai công tác giám sát, phát hiện sớm dịch bệnh trên động vật, phòng chống bệnh truyền nhiễm từ động vật lây truyền sang người, kể cả động vật nuôi và động vật hoang dã. Tổ chức bao vây, xử lý triệt để các ổ dịch trên gia súc, gia cầm, chủ trong các dịch bệnh động vật có khả năng lây sang người. Tuyên truyền, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cho gia súc, gia cầm để nhân dân chủ động áp dụng các biện pháp phòng chống dịch trong chăn nuôi. Cảm ơn bà con và các bạn đã đồng hành cùng Trang Nông nghiệp tuần này. Hẹn gặp lại bà con và các bạn trong khung giờ này tuần sau.